đoàn Sun Group đã áp dụng một cái quy trình đặc biệt đối với cảng không quốc tế Vân Đồn, làm sao để cho cái việc mà khách làm thủ tục nhanh nhất cũng như là đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như là các cái nhân viên phục vụ tại sân bay. Điểm đặc biệt lớn nhất của các quy trình ở đây, tức là các quy trình đều được xử lý ở ngoài trời và xử lý với cái tốc độ nhanh nhất, với cái khả năng mà của các cái cơ quan quản lý nhà nước theo đúng cái quy trình hàng không, nhưng phải đảm bảo là nhanh. Sau khi mà triển khai xong chuyến bay thì tất cả các khu vực mà có khách đi qua thì đều được phun khử trùng, và ngay cả nhân viên sau khi mà đã khử trùng xong thay các đồ bảo hộ thì cũng đi theo một cái cổng riêng, không đi qua nhà ga để tránh lây nhiễm.